Anh đóng cục áo đẹp cho. Lắm mặc cái bộ này nhỉ. Cũng rồi, đẹp rồi. Sáng em thích ăn cái gì? À, thích ăn gì mua cho ăn. Em nhìn thích không? Bảo anh Nga mua được con rồi nhá. Sợ ăn gì? Có thích bé không? Có thích bé em không? Chơi bé nhá. Ngồi đây trông em nhá. Ngồi xuống đây. Phải bóc cái vỏ ra chứ. Đấy. Hai đứa không bóc vỏ cho. Của anh. Ừ. Làm sao bóc vỏ chuối cho ấy ăn nhá. Để nó ăn cả vỏ này. Ăn đi, ăn giỏi đi. Thích không? Đấy, của em ấy. Ăn được cái này không? Đấy, tự bẻ, đúng rồi, bẻ mạnh này, bẻ mạnh. Xem ạ, không cắn thế. Đây, bẻ này nhá, cắn này, rứt này, tay đâu, đây tay đâu, đặt vào đây, kéo mạnh ra này, đấy, kéo đi xem nào, hai tay, đặt hai tay vào, rồi, kéo mạnh, kéo này này, đấy, kéo mạnh ra xem nào. Ui, không được ăn đấy. Ăn mình tịt. Đây nha, anh bẻ thử cho nha. Đấy, tự mình rút ra xem nào. Rút quả này ra xem nào.
chưa bẻ được. Đấy, tự kéo ra sao? Không, không cắn thế, kéo ra. Bay đâu? Đây, tự rút ra. Đấy. U. Kéo ra, kéo mạnh nha. Ăn nguyên cả lại này. Hả? Sao lại ăn nguyên cả lại? Ra cho đi vườn chuối nhá. Cho ăn nguyên cả vườn luôn. Để đánh rút ra cho. Này mọi người nhìn một miếng răng cắn này. Cắn to thế. To thế. Còn mỗi nải này ăn thôi. Bây giờ mình đi ra vườn chuối đi. Anh xem là còn đi nào không chặt về. Nhá. Đi 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 chưa sớm. Đi anh về. Về đi. Đi. Tí nữa lên kia tha hồ chuối ăn nhé. Đi bám chắc nhá. Đi nhá. Không biết có còn rồi ăn không được. Bám chắc rồi nhá. Nhá. Một cái nồng thôi nhỉ. Ngồi. Đây này, đây này. Đây. Đây có cây chuối rồi em ơi. Nhưng mà không có quả. Cây này chưa có quả. Lên vườn trên rồi nhá. Lên vườn trên. Đây nhìn sang bên đây này. Xong cắt đi mất rồi. Này cây mít này. Là có mít vặt nhá, vặt cho ăn nhá. À đây rồi em này. Từ từ nhìn thấy cô gái cho em ăn rồi. Đi, đi xuống. Đây rồi. Không có chân trống. Để dựng cảm xeo đây. Đố trèo được lên. Em lên kia bật cho anh quả khế. Này lên trên này. Đang nghĩ xem có cách nào bật này. Nhiều khế lắm. Trèo lên bật cho anh quả. Nhanh. Quay mặt thằng kia. Cao quá không bắt được. Được hai quả không? Này. Thôi bà giờ về rửa. Rồi về rửa ăn nhá. Đấy, tự dưng lên được hai quả này. Ngửi thử xem thơm không. Úi thôi không, chưa ăn chưa ăn. Bình bình bình. Đi về nhá. Đây được hai quả này. Rồi cho lên xe đi về. Làm lên vai anh à. Cho lên vai. Bấm lên vai đi về. Nhanh. Rồi đi về nhá. Đấy, tự dưng lại được hai quả. Hai quả khế. Rồi về nhá.
Đi nhá. Con hỏi đi. Chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra là bắt cái gì che mặt.